Nga dồn dập không kích Ukraine ngày 11 tháng 8. Theo giới phân tích, đây mới là màn dạo đầu cho đòn trả đũa vào Ukraine sau vụ cướp. Trong đòn trả đũa sắp tới, Nga có thể nã hàng trăm tên lửa vào Ukraine. Hãng thông tấn Ria Novosti Nga đưa tin, cảnh báo không kích đã được ban bố trên khắp 14 vùng lãnh thổ của Ukraine trong ngày 11 tháng 8. Những tiếng nổ liên hoàn vang lên tại các khu vực Zaporizhia, Kharkiv, Sumy, Kiev và một phần địa bàn Donetsk do Ukraine kiểm soát. Giới chức địa phương cho biết một loạt cơ sở khả tầng của Ukraine đã bị lực lượng Nga tập kích. Theo hãng tin CNN Mỹ, diễn tiến mới được ghi nhận trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine vừa tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga. Moscow gọi đây là hành động khiêu khích quy mô lớn và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Tại Zaporizhia, ông Ivan Fedorov, người đứng đầu Cục Quản lý Dân sự do Ukraine bổ nhiệm tại tỉnh này, cho biết các cuộc không kích đã nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine tại các làng Piaty Khatka, Novo và Belogory. Một cơ sở hạ tầng tại Kramatorsk do Ukraine kiểm soát ở Donetsk cũng bị tấn công. Tại Kharkiv, theo người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kharkiv, Oleg Sinegubov, tiếng nổ đã được ghi nhận ở ngoại ô Kharkiv. Sau cuộc không kích của Nga, phần mái của một tòa nhà hành chính hai tầng tại trung tâm quận Zolochip đã bốc cháy. Lưới điện ở quận này cùng các cơ sở sản xuất ở Michofanoka thuộc quận Kupian đã bị hư hại. Tại Sumi, từ đêm 11 cho tới sáng ngày 12 tháng 8, quân đội Nga đã tiến hành 21 cuộc pháo kích vào khu vực biên giới tỉnh Sumi. Hãng thông tấn UNN Ukraine cho hay, 59 vụ nổ đã được ghi nhận tại 9 khu định cư. Lực lượng Nga vừa pháo kích vừa không kích, đồng thời tấn công bằng máy bay không người lái UAV. Tại Kiev, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Olechuk cho biết, Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào vùng Kiev, trong đó sử dụng tên lửa đạn đạo KN-23 do Triều Tiên sản xuất, UAV cảm tử xa khét cùng các loại vũ khí khác. Trong tuyên bố ngày 11 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thống kê rằng, chỉ riêng trong tuần này, Nga đã bắn hơn 30 tên lửa và hơn 800 quả bom dẫn đường trên không vào Ukraine. Tờ Politico Mỹ cho hay chiến dịch tấn công của Kiev và tỉnh Kursk là một đòn giáng mạnh vào Nga. Moscow đang ở trong trạng thái phẫn nộ đỉnh điểm sau những thiệt hại được ghi nhận. Đáng lưu ý, theo tờ báo Mỹ, không bao lâu sau đợt tập kích do lực lượng Nga tiến hành nhằm vào lãnh thổ Ukraine sang sớm ngày 11 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt cuộc xâm nhập của quân Kiev và Kursk và cuộc tấn công tên lửa dữ dội do Ukraine tiến hành nhằm vào tỉnh này đêm trước đó. Tuyên bố này khiến giới phân tích cho rằng các đợt không kích ác liệt của Nga trong ngày 11 tháng 8 mới chỉ là mở màn, Moscow sẽ tiến hành thêm một cuộc đáp trả quy mô lớn hơn nhiều. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói, kẻ gây ra những tội ác này sẽ phải chịu trách nhiệm, phản ứng cứng rắn từ lực lượng vũ trang Nga sẽ không còn lâu nữa. Trong khi đó, tờ Lenta dẫn lời đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Misonik cảnh báo Ukraine sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng, gồm cả tổn thất chính trị sau cuộc tấn công vào Kursk. Theo ông Mirosnik, hành động của Kiev đã vi phạm các chuẩn mực quốc tế và điều này không thể được biện minh bằng bất cứ mục tiêu quân sự nào. Cựu cố vấn Tổng thống Ukraine Leonid Kuma Oleshokin ngày 12 tháng 8 kêu gọi người dân Ukraine sơ tán khỏi đất nước. Theo RIA, lời kêu gọi này được ông Soskin đưa ra sau một loạt vụ nổ trên lãnh thổ Ukraine ngày 11 tháng 8. Ông Soskin nói, những đòn sáng nặng nề đã trút xuống Ukraine chỉ sau một đêm, đã quá rõ ràng, họ, Nga sẽ đánh và sẽ đánh rất mạnh, các bạn đừng ngồi yên nữa, ngồi yên chẳng có ích gì. Theo tờ Lenta, khi trao đổi với tờ The Times của Anh, một nguồn tin cấp cao trong Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng, Nga có thể sẽ thực hiện một hành động lớn trong lần đáp trả sắp tới. Lực lượng Nga có thể sẽ tấn công các mục tiêu quan trọng tại Kiev, bao gồm tòa nhà quốc hội và tòa nhà chính phủ. Đáng lưu ý, theo nguồn tin này, sẽ không chỉ có 4 tên lửa mà số lượng có thể lên tới hàng trăm tên lửa, trong đó có tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, UAV cảm tử hiện các quan chức Kiev đang gấp rút chuẩn bị cho phản ứng cứng rắn này của Moscow. Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk, cựu sĩ quan Mỹ Daniel David cho rằng hoạt động này có thể đẩy nhanh sự thất bại của Ukraine nếu họ phạm sai lầm và Nga có bước đi táo bạo. Ông cũng lưu ý rằng cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Kursk là vô nghĩa ở cấp độ hoạt động, chiến thuật và chiến lược. Trong khi đó, tạp chí Der Spiegel Đức gọi cuộc tấn công vào Kursk là dấu chấm hết cho quân đội Ukraine. Ngày 12 tháng 8, phát biểu tại một cuộc họp tác chiến trực tuyến về tình hình ở các vùng biên giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay cuộc tấn công của Ukraine vào biên giới Nga sẽ bị đáp trả xứng đáng và nhiệm vụ chính của quân đội Nga là đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin nói, đối phương chắc chắn sẽ nhận được đáp trả xứng đáng và tất cả các mục tiêu mà chúng ta phải thực hiện chắc chắn sẽ đạt được. Ông Putin cho biết rõ ràng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục cố gắng đe dọa tình hình ở khu vực biên giới để làm mất ổn định tình hình chính trị nội bộ của Nga. Tổng thống kêu gọi cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cùng với lực lượng vệ binh quốc gia đảm bảo tình trạng hoạt động chống khủng bố và cuộc chiến hiệu quả chống lại các nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine ở các vùng biên giới. Trong cuộc họp trực tuyến cùng ngày, thống đốc tỉnh Priyan của Nga, ông Alexander Bogomas đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình biên giới, rằng quân đội Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công pháo kích và dân thường ở vùng biên giới tỉnh này. Ông Bogomas nói: Tình hình ở tỉnh Brian hiện nay tương đối ổn định, vẫn giống như một tháng trước về số lượng các cuộc tấn công pháo kích. Chúng tôi có thể nói rằng về cơ bản là ngang nhau, tức là khoảng 80 tới 90 cuộc tấn công mỗi tuần. Nhưng tôi muốn lưu ý rằng gần đây chúng tôi đã nhận thấy rằng họ bắt đầu nhắm mục tiêu vào dân thường ngày càng nhiều. Theo quan chức này, chỉ tính riêng ngày 9 tháng 8, trong số 22 cuộc tấn công pháo kích của Ukraine, 11 vụ nhắm vào dân thường, nhà ở, ô tô và xe buýt. Truyền thông nhà nước Nga trong ngày 12 tháng 8 cũng trích dẫn tuyên bố của ông Alexei Smirnov, quyền thống đốc tỉnh Kursk, cho rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng đạn pháo chứa vũ khí hóa học. Trong khi đó, phía Ukraine chỉ trích Nga đang tìm cách cáo buộc Kiev phạm tội ác chiến tranh. Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine SBU cho hay, Nga đang cố gắng cáo buộc quân đội Ukraine phạm tội ác chiến tranh khi Ukraine tiếp tục tấn công trên bộ vào khu vực tỉnh Kursk của Nga. Quân đội Nga đang phải vật lộn để đẩy đuổi cuộc xâm nhập biên giới lớn nhất của Ukraine trong gần 2 năm rưỡi qua. Theo quyền thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexei Smirnov, hiện tại quân đội Ukraine nắm giữ 28 khu định cư trong khu vực và có khoảng 120.000 người đã được sơ tán thống đốc tỉnh Bengoros, giáp với phía nam tỉnh Kurs, ông Vyacheslav Gladkov cho biết khu vực này đã bắt đầu di rời cư dân ở huyện Krasnoy đến những nơi an toàn hơn trong bối cảnh hoạt động quân sự gia tăng gần biên giới Ukraine. Người đứng đầu tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm Evgeny Balitsky thông báo trên Telegram hôm 11 tháng 8, trong cuộc gặp với ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga đã chỉ rõ nhu cầu nâng cao nhận thức và chú ý chặt chẽ đến tất cả các cơ sở có tầm quan trọng chiến lược trong tỉnh, bao gồm nhà máy điện hạt nhân. Ông Balitsky cho biết các biện pháp an ninh tại tất cả các cơ sở có tầm quan trọng chiến lược ở Zaporizhia, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, ZNPP, đã được tăng cường sau lệnh của Tổng thống Putin. Ông cho biết thêm, nhiều quyết định đã được đưa ra cho phép chúng tôi làm việc an toàn tại Zaporizhia và kịp thời loại bỏ mọi khó khăn do đối thủ gây ra. Ông Balitsky cũng xác nhận vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia không gây ra mối đe dọa nào đối với cư dân trong khu vực này, đặc biệt ở thành phố Enegoda. Ông nhấn mạnh, tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi tin nhắn từ cư dân ở Saporizia lo ngại về vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân. Tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng không có mối nguy hiểm nào đối với Enekoda và toàn bộ khu vực. Trước đó, ông Balitsky thông báo nhà máy điện hạt nhân Saporizia bốc cháy sau khi bị Ukraine pháo kích. Quan chức này cho biết thêm, đám cháy kiện đã được kiểm soát nhưng hệ thống làm mát của nhà máy bị ảnh hưởng. Sáu lò phản ứng của nhà máy được đặt trong tình trạng ngắt nguội để đề phòng rủi ro và kiện không có nguy cơ nổ hơi nước hoặc các hậu quả khác. Ông khẳng định mức độ phóng xạ xung quanh nhà máy ở mức bình thường và không có mối đe dọa nào đối với cư dân ở gần đó. Tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom xác nhận một tháp làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine phản ứng trước vụ việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án vụ pháo kích nhà máy điện hạt nhân là hành động khủng bố. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại thành phố Enegoda là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nga đã kiểm soát nhà máy này không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, các đơn vị quân đội Ukraine bị cáo buộc thường xuyên pháo kích vào cả khu dân cư ở Enegoda và khuôn viên nhà máy điện hạt nhân, sử dụng máy bay không người lái, pháo hạng nặng và hệ thống pháo phóng loạt. Lãnh đạo quốc tế nhiều lần cảnh báo về một cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Ukraine do các bên liên tục pháo kích nhau quanh khu vực nhà máy Zaporizhia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cáo buộc phía Nga gây ra vụ hỏa hoạn ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông nhấn mạnh, chúng tôi chờ đợi phản ứng của thế giới cũng như phản ứng của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Nga phải chịu trách nhiệm về việc này, chỉ có sự kiểm soát của Ukraine đối với nhà máy Zaporizhia mới có thể đảm bảo sự trở lại bình thường và an toàn tuyệt đối. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, vào hôm 12 tháng 8, Trung Quốc đã thúc giục Ukraine và Nga hạ nhiệt tình hình trong bối cảnh cuộc tấn công mới của Kiev và tỉnh Kursk. Bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng, kêu gọi tất cả các bên tuân thủ ba nguyên tắc để hạ nhiệt tình hình, cụ thể là không mở rộng chiến trường, không leo thang giao tranh và không đổ thêm dầu vào lửa bởi bất kỳ bên nào. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò xây dựng cho việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ngày 6 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Ukraine đã tăng cường pháo kích, sau đó là triển khai tấn công trên bộ với sự hỗ trợ của xe tăng và xe bọc thép nhằm vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã tiến hành một nỗ lực xâm nhập vào tỉnh Kursk, cùng với lưu ý rằng họ đã di chuyển lực lượng dự bị đến biên giới và đang tấn công quân đội Ukraine từ trên không. Sau đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp ở Kursk và vào ngày 10 tháng 8, hãng thông tấn TASS đưa tin Ủy ban chống khủng bố quốc gia Liên bang Nga đã áp đặt các biện pháp chống khủng bố tại ba tỉnh giáp với Ukraine là Kursk, Priyan và Benkoros trước hành động gây bất ổn chưa từng thấy của Kiev. Theo TASS, để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn mối đe dọa của các hành vi có thể được thực hiện bởi các đơn vị phá hoại và trinh sát của Ukraine, Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố quốc gia kiêm giám đốc cơ quan an ninh Liên bang Nga Alexander Bodikov đã quyết định tiến hành các hoạt động chống khủng bố tại các vùng Bengros, Priyan và Kurs bắt đầu từ ngày 9 tháng 8. Với việc tiến hành hoạt động chống khủng bố, chính quyền có thể tài bố trí người dân đến nơi an toàn, kiểm soát liên lạc, trung dụng phương tiện, cho ngừng các hoạt động sản xuất liên quan vật liệu độc hại, ngắt kết nối Internet và các liên lạc di động khác. Vào ngày 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng Moscow đã ngăn chặn nỗ lực đột phá của các lực lượng của Ukraine gần các khu định cư Tolpino và Ochii Kolodets ở tỉnh Kursk, lần lượt cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 25 và 30 km. Đài BBC của Anh gọi đó là sự thừa nhận gián tiếp rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến sâu vào tỉnh biên giới Kursk của Liên bang Nga. Một đoạn video được công bố trực tuyến và được đài BBC xác nhận cũng cho thấy các lực lượng Liên bang Nga đã thực hiện đòn tấn công ở gần làng Lepsinka, cách biên giới với Ukraine khoảng 25 km. Hiện nay, giao tranh ở Kursk vẫn diễn ra và Ukraine chưa có dấu hiệu rút quân. Trong video do dự án How to Zip thuộc DIU công bố ngày 12 tháng 8, các binh sĩ bịt mắt bị trói tay nói họ đến từ Grozny, một thành phố ở nước Cộng hòa tự trị Chechnya thuộc Nga. Theo How to Zit, nhóm lính này thuộc lực lượng đặc nhiệm ác mát của Chechnya và bị quân Ukraine bắt giữ ở tỉnh biên giới Kursk của Nga. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin lực lượng đặc nhiệm ác mát của Chechnya đã được điều động tới Kursk để tham gia chiến dịch chống quân Ukraine tấn công vào tỉnh biên giới này. Báo Pravda của Ukraine trích dẫn tuyên bố của dự án Ho-Chu-Zip cho hay, lãnh đạo Chechnya Ransan Kadyrov từng tuyên bố các thành viên của đơn vị Akhmat không bao giờ đầu hàng. Tuy nhiên, tình hình ở Kursk đã diễn biến nhanh chóng và các thành viên Akhmat này thậm chí còn không cố gắng chống cự. Phía Nga kiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên. Theo trang tin quân sự avia.pro, tình hình tại Kursk hiện vẫn căng thẳng với các cuộc giao tranh tiếp diễn. Các tay súng từ hai tập đoàn quân sự tư nhân Redut và Wagner đã được điều động tới tỉnh biên giới này để trợ giúp các đơn vị thuộc quân đội Nga ngăn chặn binh lính Ukraine tập kích từ nhiều hướng. Avia.pro lưu ý, các thành viên dày dặn kinh nghiệm của Wagner đang tích cực tham gia các nỗ lực đẩy lui quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Kể từ khi Kiev mở cuộc đột kích vào Kursk ngày 6 tháng 8, Moscow đã điều động lực lượng dự bị cùng khí tài tiếp viện tới bảo vệ vùng biên giới và sơ tán cư dân địa phương tới nơi an toàn. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã chặn đứng được đà tiến của đối phương, khiến Ukraine mất gần 1.000 binh sĩ và hàng chục xe bọc thép trong các cuộc đụng độ. Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh số liệu do phía Nga công bố.